Xem cái bữa cơm lúc 15 giờ 10 phút xem nó thế nào nào. Đây ăn cơm tối chưa? Bữa cơm lúc 15 giờ 10 phút xem là đã ngon quá. Thế là nó vừa có phải nó vừa vào đến môi nó trôi xuống ruột không? Thế là tốc độ ăn lúc này là nó không chậm giống như là cái kiểu trông trông luôn. Và tốc độ ăn lúc này nó không cái kiểu trống trống đũa như là vậy khi có mì tôm không ạ? Có út chống một bát được không ạ? Xin phép mâng bên nhé, ngồi này hơi quay lưng. Tôi ăn mì tôm nhé, cho cháu một bát mì tôm ạ. Mời cả nhà là lá. Ơi gọi ăn cơm được mà. Ủa, có cơm đây mà, có cơm trắng này. Có lẩu không ạ? Thôi không cần lẩu mì tôm đâu, ăn cơm được mà. Lẩu mì tôm ra nó muộn quá, dành 3 rưỡi. Ăn bát cơm là xong rồi. Thực ra mình có một cái đặc biệt là kể cả một ngày không ăn gì cũng không sao cả. Chưa bao giờ là kêu đói cả. Tại vì mà cũng không ăn vụng nước khô, phải nói thẳng là thế. Nếu mà có ăn nước khô bao giờ cũng phải mời hết mọi người không ăn bây giờ mình mới ăn. Chú giấu nhưng mà chưa bao giờ chú ăn một mình chú cả. Bây giờ là nếu mà có mời thì cũng phải mời mọi người cùng ăn với mọi người. Đấy, tức là nếu mà mọi người ăn thì mới ăn, còn nếu không ai ăn thì bây giờ mình mới ăn. May mà mình ăn cơm hôm qua rồi đấy, nên là mình chưa thấy đói. Chứ mọi người là chưa ăn cơm hôm qua thì ra ai cũng đói. Cháu ăn từ chiều qua. Khỏe hơn so với quy định mà được.